xin chào anh em. Là hôm nay là mình hướng dẫn cho anh em là cách để chơi trên tông mi thứ với là son trưởng. Nhiều anh em là mình hồi trước mình dạy cái video là hướng dẫn hầu như chơi trên la thứ, thành là các anh em khi các anh em chơi tông khác hoặc đàn guitar nó khó chơi thì anh em mình hướng dẫn các tông khác. Nhưng bây giờ hướng dẫn tông dễ đi, mi thứ với son trưởng, tiếp tục bữa sau là re thứ hay là các tông khác. Thì pha các bạn hiểu thế này nè, cái tông mi thứ với son trưởng có thêm nút có bỏ nút pha đi, mình thêm nút pha thăng vào đó là anh em chơi bên như bình thường đó. Rồi ví dụ như bài thần thoại đúng không, mình hình dung chơi thử cho anh em hình dung nha. Thần thoại này là ví dụ như mình chơi trên nút la này, đó la thứ hoặc la dưới này, đó nút la. Bây giờ mình sẽ đây là la thứ thì các bạn định guitar sẽ đánh trong la thứ, nhưng mà khi một số người mà bỏ chơi trong mi thứ á hoặc re thứ á thì sẽ chơi nốt khác. Ví dụ như bây giờ mình sẽ chơi từ re thứ nhá, mi thứ nhá. Mi thứ là thì nốt mi này có nút pha thăng này, pha thăng này, đó thì anh em sẽ có nút pha thăng đây này, pha thăng đây này, cái chúng ta bỏ nút pha đi, tôi không kéo nút pha nữa, không bỏ nút pha. Đây là ví dụ thần thoại là mi thứ đúng không, mi thứ là mi si pha thăng đó. Là anh em tiếp tục chơi tiếp, anh em có thể dịch tông, một là dùng cảm nhận của mình dịch, hai là mình viết nốt ra mình dịch cho nó dễ. Đấy mình đánh dấu cho anh em, ví dụ như la thứ là thần thoại đúng, bắt đầu từ nốt la đúng không, là mi si, nhưng mà nếu mi thứ thì là mi si pha thăng đó. Thì re thứ cũng vậy, re lá mi đó. Thì mình sẽ chỉ cho, mình sẽ hướng cái cần đàn cho anh em nhìn cho dễ dịch thực hiện nha. Đó đây, hoặc là mình nói sao khó hiểu mà đây bình thường là anh em đánh la thứ đúng không, la son la si do re mi fa son la si do re mi mi fa son la, thì chúng ta vẫn bấm vậy nhưng mà chúng ta không bấm nó pha nữa mà bấm nó pha thăng. Ta bỏ nó pha đi, pha thăng là ra mi thứ, thì các bạn cứ tập tập lại chạy ngón là bỏ nó pha đi, đó là chúng ta sẽ chơi được tông son trưởng với mi thứ. Rồi chúc các anh em tập violon thành công.